Cậu bé này chắc chắn là người duy nhất ngủ trong lúc làm việc mà không bị sếp trừ lương. Chắc hẳn đây là công việc mà cậu đã quá quen thuộc hoặc quá nhàm chán, khiến cậu chỉ muốn ngủ mà cũng làm được. Cần bao nhiêu người để có thể bổ đôi hòn đá cao 5 mét này? Thật ra chỉ cần một người thôi. Anh ấy thật sự là một người thông minh đấy. Phóng viên vô tình quay được cảnh người đàn ông này đã sẵn sàng lao xuống dòng nước để vớt rác, làm tắc cống gây ngập đường. Đúng là nghĩa cử cao đẹp mà không phải ai cũng làm được. Đây là cách người ta biến những chiếc ghế nhựa cũ thành những chiếc ghế nhựa mới, bằng cách đốt nó lên. Nhưng bạn phải đảm bảo rằng không đốt quá, nó sẽ bị cháy đấy. Ai mà thuê được anh đầu bếp này về làm cho nhà hàng của mình thì thật sự là có lợi đấy. Nhìn là biết năng suất làm việc của anh ta siêu như thế nào. Nhưng anh đừng nhầm lẫn giữa dưa chuột và ngón tay của mình nhé. Anh tài xế này chắc có ước mơ trở thành một tay đua ô tô, nhưng cuộc đời xô đẩy anh trở thành một người lái vật liệu. Cô gái này làm nhanh tới mức mà tôi không biết sản phẩm cô ấy để ở đâu nữa. Không biết là do anh ta lười việc phải đi nhiều chuyến hay sao mà anh ấy mang rất nhiều bao ở trên đầu mình. Phải công nhận là anh ta rất khỏe. Người đàn ông này đạt trình độ đóng đinh ở mức thượng thừa rồi. Tôi nhìn thôi đã hoa cả mắt, huống gì anh ta đóng mà không hề trúng tay cái nào. Phải thật sự khéo léo thì người đầu bếp này mới có thể tạo từ một miếng đậu phụ thành một con sứa trông đã mắt như vậy. Anh chàng này xứng đáng được nhận thêm lương thưởng vì năng suất làm việc của anh ta quá cao. Chắc hẳn bạn đã dùng bông tắm, nhưng bạn đã biết cách người ta tạo ra nó chưa? Anh chàng này làm ra một cái bông tắm chỉ trong vòng vài giây. Anh chàng này xứng đáng nhận kỷ lục là người gói 10 cái bánh mì nhanh nhất. Đây đúng là bàn tay vàng trong làng gọt dưa rồi. Người ta đến quán này không chỉ vì thức ăn ngon, mà còn là vì anh đầu bếp này đã biến việc nấu ăn thành một buổi biểu diễn thật sự ấn tượng. Bạn nghĩ rằng máy móc có thể thay thế con người làm những việc như thế này nhanh hơn sao? Cô gái này chắc chỉ coi cái máy đếm tiền là kẻ nghiệp dư thôi. Với trình độ của anh chàng này thì đóng gói 1.000 đơn một ngày cũng là điều đơn giản. Thợ pha chế này chắc hẳn là một người đam mê bộ môn domino. Xem thôi cũng thấy mãn nhãn rồi. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Đừng tiếc cho chúng tôi một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.